Ui, cái thằng này mới đi mà nhìn cái chân tao đi. Này, ừ, tao xin lỗi nhưng mà chúng ta đây làm cái gì? Đi theo tao vào nhánh thái. Mà nhà anh thấy có cổng xong mà lấy dân ta đi ra lối này một đống cục bụa này. Sợ ta bỏ cái gì? Ta biết nhà anh Thái có đồ quý để ở chơi chơi ở ngoài. Anh em mình nhặt mang đi bán để mua viên bi văn. Hả? À, đi. Nhặt đi Thảo, nhặt đi. Ai ốt mà. Quý đâu mày? Quý đây, anh Thái để đây lâu lắm mà anh Thái không mang đi bán. Anh em mình nhặt xong rồi đi bán mua viên bi văn. Thảo tao đây. Mấy đứa nhổ được bằng này rau rồi hả? Vâng, chỉ có bằng này đây này. Rửa cho đây. Rửa rồi. Ôi nhưng mà bằng này làm sao mà đủ làm cái món siêu to khổng lồ của anh, phải một mâm mới được. Thì bây giờ đi ra chợ mua. Ừ thôi được rồi, đi tí đằng nào tí ra chợ mua cái nộm về bây giờ ra chợ mua. Tí ra chợ mua thêm rau vậy. Mà Thảo Vinh đâu rồi? Bảo hôm nay bọn nó ốm anh Thái ạ. À? Ốm à? Anh này làm cái gì nhà anh này? Mày nhập kia cao làm gì? Tao ốm hả? Ôm anh mày đi làm kiếm thêm hả em? Ô. Mày đi ve chai nhà anh nhặt từ ngoài đường vào đây xong mày lại vào chơi này mày nhặt mày định vứt ra ngoài đường à? À em thấy ve chai của anh bừa bộn quá nên em nhặt gọn vào đấy. Ôi giời ơi. Ôi hả? Vâng. Ôi giời ơi. Vinh dạo này tốt thật. Cảm ơn em nhá. Nhặt nốt đi em. Còn kia còn mấy chai nhặt nốt đi. Đúng không? Cái cà Thảo đó Thảo cũng Thảo cũng nhiệt tình mà đi ra nhặt lốt em. Đấy. Đấy để qua đây. Anh có lấy ve chai không? Lấy đâu lấy. Anh nhặt từ ngoài đường vào đây mà. Trời ơi, tốt quá trời, mình tiện bất đây thôi mà nó còn nhặt gọn vào trong bên trong nữa sợ. Mà mấy đứa có đoái không? Mấy đứa đoái chưa? Mấy đứa đoái chưa em? Đoái. Vinh nó còn bỏ em mà. Thế sao nhìn thấy vật ve chai để đi mua bim bim ăn mà. À, đi hóa ra là đi nhặt ve chai nhà anh đi mua bim bim ăn đó hả? Ôi giời ơi, ở ngoài kia không nhặt, đi vào vườn nhà mình nhặt nữa. Sao mà đó? Thôi rồi, ra đây. Anh tưởng mày hôm nay nghỉ ốm. Nay anh đang định làm món nộm sứa. Nộm sứa? Ăn nộm sứa bao giờ chưa? Chưa ăn rồi. Ăn rồi à? Ngon không? Ngon. À, thì hôm nay mình sẽ dẫn cả team đi làm món nộm sứa nha các bạn. Anh chưa ăn bao giờ à? Thế thì anh ăn rồi. Anh ăn rồi. Nhưng mà anh không biết có ngon hay không nữa. Tại vì anh ăn trong mơ rồi. Anh ăn trong tivi, xem trên tivi người ta ăn rồi. Lộm sứa này, lộm sứa không giống cái lộm sứa ở nhà mẹ em hay làm đâu. Cái sứa gì? Hả? Cái sứa gì? Sứa... sứa biển. Thế là sứa biển à? Thế là sứa nhà em không sứa biển à? Sao mà đó? Đây, mình sẽ làm món lộm sứa ăn nha các bạn. Thì thầy không biết là lộm sứa này làm như nào, mình lên mạng mình tìm hiểu rồi. Bây giờ mình sẽ đi mua sứa về mình làm lộm nha các bạn. Bây giờ là ra ngoài vườn hái được có một tí rau thôi, phải mua thêm cả rau nữa. Thế bây giờ là đi ra chợ mua đồ đi. Đi. Đây. Bây giờ mình sẽ vào chợ mua sứa nha các bạn. Mua cả mấy đồ để làm lộn sứa. Bọn mình chưa làm bao giờ nên là sẽ hỏi người bán sứa luôn là sứa này nó ăn với những gia vị gì để trộn nha các bạn. Ông kêu anh mình thấy trong sứa có sinh vật lạ nha các bạn. Sứa mà còn có cá này. Vinh ơi. Lấy em 2 cân. Cái này mua những cái gì làm lộn bạn nhỉ? Để em của cái tai heo đi. Tai heo á. Xoài nạc, rau thơm thì có đầy răng cơm với rau hơn phục mình làm ra sản phẩm hoa lép xong còn bị chấm rồi. Ui, con gì đây á? Ôi, con cóc. Ui, Thảo ơi, nó không sợ các bạn. Vừa bọn mình hỏi gia giảm để làm món nộm sứa, bây giờ bọn mình sẽ đi mua đồ. Ớt, một rau, một chi nữa các bạn. Có ăn rau sống à? Không bà ơi. Chị ơi, chị có rau thơm không? Rau húng không? Mà mấy rau húng đâu gì hả? Đây này, cu. Đây phải rau húng nhỉ? Không phải. Đây phải rau húng không cô? Đây này cô. Đây này, lấy rau xanh. Rau xanh mà, đây rau húng nè. Đây này. Lấy nhiều vào. Bao tiền cân hả chị? Tiền thì cháu gửi 50. Các bạn ơi, bọn mình đi chợ mua lâu quá anh Thái ngủ quên rồi. Sao mà đỡ được? Đi ơi, Thái ơi, đi làm sứa rồi. Náo nhỉ.
Tí cho mày ăn nhiều nhất. Bọn em còng lưng đi mua sữa mà anh đây ngủ vắt lưỡi đi. Anh bảo mua sữa mà sao bọn em mua sữa? Sữa mà. Đây mua được sữa sữa. Mua được sữa rồi nhá các bạn. Sữa. Đây. Cởi ra cho các bạn xem. Này cởi cho các bạn xem vào bên trong nó như thế nào. Úi giời. Đây. Đây là cái con sứa này là trông như con đỉa nhỉ? Trông như con đỉa các bạn ạ. Cái này là cái gì con sứa nhỉ? Cái thân á. Không phải đâu. Đây là cái con sứa nha các bạn. Đây các bạn nhìn thấy sứa ở trên màn hình không? Đấy, đấy là cái con sứa. Bạn nào mà ở vùng biển chắc không được nhìn thấy con sứa đâu. Bọn mình đi chứ mình hay đi câu mực hay là đi ra ngoài biển này gặp con sứa, gặp con sứa sướt. Gặp con sứa sướt thì các bạn ạ. Con đấy nó buổi tối là nó cứ nổi lên mặt nước không này, nó bơi trên mặt nước ấy các bạn ạ. Nhìn nó trắng xóa giống như một bóng ma lêu lổng trên mặt nước luôn. Không linh tinh lên tiên nữa. Rồi anh em mình đi làm món sứa lộ ăn nha. Bây giờ bước đầu tiên mấy đứa biết làm gì không? Mang sứa đi dưới anh Thái ạ. Ta xin thông báo vào quảng cáo. Đây là con sứa không phải con sữa. À đúng rồi, đây là con sữa nha anh em. À nhầm, đây là con sứa nha anh em. Vâng. Rồi. Đấy, quả xoài nó biết cắn này. Rồi bây giờ mấy đứa mang đi rửa đi. Rửa sau nha. Mình rửa câu ca nha. Mình rửa khoai. Ồ. Mình rửa nha. Đúng rồi. Cái rau này thì không rửa. Mấy ông thần này. Đây, cái này cái phải rửa này, mày rửa coca, mày rửa xoài để cho các cụ ăn à. Bây giờ mình sẽ rửa sứa này con nào nó nước nó trong thì mới được nha các bạn. Xong rồi mình mới bóc chanh. Ngâm nước đá nữa. Rồi mình sẽ ngâm nước đá. Vinh ơi, lấy chị cái rổ Vinh ơi. Mình quên đến cầm rổ. Ra đập cái con chó em một phát nha các bạn. Đá này lộn. Nani? Mày! Sao mà đó được? Con sâm ơi! Em sạc đi nhá. Cái nào dài dài bỏ đi không ai đâu. Sạc cái gốc đi. Biết đâu Thảo à? Thảo vẫn làm thế đấy. Cái đấy giả thế mà mày vẫn ăn á? Úi giời ơi, làm gì? Tí anh Thái chửi đây. Úi giời ơi, răng anh như đá anh như con nhà gì. Mấy tuần là này không lo. Bây giờ xin tao đi tắm. Mình sẽ cắt chanh để cho Trình bóp nha các bạn. Này. Bóp cùng cho nó vui nha các bạn. Mình thấy vắt chanh này vào bóp hay thơm á. Rửa sạch rồi, ướp chanh rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ ướp với đá để cho nó giòn nha các bạn. Thảo Vinh, em có làm được không? Làm gì anh Thái? Mày điên! Anh Thái, cứ tin tưởng con em. Ờ, đấy được. Đi đi Thảo, anh không phải nói nhiều đâu. Ờ thế à, ờ thế nhanh nhá. Ờ. Đâu, đổ đây đi. Rồi, sạch dữ mày. Rồi, tráng cái chậu đi. Ra rửa đi mày. Đấy. Rồi, mang rửa đi. Ok, đằng nào cũng ấy mà. Sạch, sạch luôn rồi này. Ôi, rồi, đổ. Sạch. À, cho vào đi. Nào. Ôi, một tí sữa. Sao nhiều đấy. Các bạn ơi, mình mua 80 cân nhưng mà người ta không có thì mình mua 2 cân tàn tạc vậy. Anh ơi. À? Đá để ướp ấy em ạ, à, không phải lấy cái đá cuội này về để ăn nó váng đầu đâu. Đây. Thế mày đặt mày chữ ô tô. Tao cầm tiền đâu, không cầm cái gì đâu mà. Đây, 10.000 của em. 2 tỷ ấy. 2 tỷ mới đủ á? Vâng. Trời đất ơi. Giờ đá cũng lên giá rồi các bạn ơi. Đi lấy một túi đá để cho anh hiểu chưa? Không mua giá đừng có về đây ăn. Thế. Bất cả mình, cái đây. Cơm. À nhỉ. Không ra. Dạ. Rồi cái dép của em đen chứ ra nó cũng không ấy. Ôi, đừng. Mẹ mày, miếng to đổ đi, quần điên đi. Mình đứng ra. Đứng ra. Ui giời, con gái đứa làm gì mà lâu đấy. Sao mà đó được. Là con nhặt tinh lên đấy. Ủa, nhờ chai đó. Trời ơi. Bó tay. Trôn tí thôi, bây giờ nhặt hột chanh ra. Đây, đổ vào đây. Đổ vào.
cái gì vậy rồi? Người thì hốt mãi không ra, người đổ vào. Không ra, không ra. Eo ơi, đất xanh thái à. Chơi cả đất cho luôn. Làm gì có đất? Có gì? Ôi ôi. Chết thôi đúng không? Mấy đứa này tay có đất hay sao mà rửa con sứa ra cả đất này. Công nhận con sứa biển ở lúc ở dưới biển nó trắng tinh mà sao vào đây nó lại thành màu bạc bạc này nhỉ? Bằng kia. Ừ, nó hơi bạc bạc thôi. Con sứa này con sứa biển nhá bạn. Còn cái con sứa mà mọi người mà mua ở siêu thị về ăn ấy thì là con sứa đấy là nó ở siêu thị, nó bắt ở biển về nó để siêu thị. Đấy, Thủy rất là dân đãng à nhỉ, Thủy rất là đảm đang nha. Sao đó được? Muốn làm được cái tích sự gì cho đời hả? Cho đó vào đấy anh hả? Ừ. Thôi được, nó biết phải đâu vậy. Đừng, để tao. Anh Thế, anh nhìn chung em hơi bị nhớ, anh nhìn ra thể hiện đây. Sao đó được? Ôi, sao đá này bẩn này. Không phải với cái bóng. Ô lạnh. Bốt con tim. Ôi, nhìn như mấy con đỉa trắng đấy các bạn ạ. À. Này. Hai mấy kia đi. Ủa, nhìn như kiểu mấy con đỉa bị chết trương lên đấy các bạn ơi. Mình để đây riêng miếng này để cho Vinh Loan cho đông nó đóng băng Vinh ăn. Bọn mình vừa mới đổ đá rồi nha các bạn. Bây giờ sẽ phải ngâm khoảng 1 tiếng nha các bạn. Ok, rồi bây giờ gạn nước đi cho nộm ăn luôn các bạn. Ơ thì bệnh hả? Thèm lắm rồi. Không thèm đâu. Không thèm à? Được rồi. Thế Vinh đi về đi ngay. Thôi em ăn đi. Mình đùa các bạn à, cái này phải ngâm một lúc các bạn ạ. À. Bây giờ là cứ để cho nó giòn trở lại đi. Mình sẽ nạo xoài các bạn. Nạo xoài cho nộm cho nó thêm vị nha các bạn. Đang làm gì để bắt mày đi? Mày muốn làm gì? Đây, mấy anh này lạo xoài đi. Thế làm đẹp gì anh đấy? Nạc này bọn mình sẽ rang lên rồi tách vỏ ra, sau đó là cho vào làm mấy lộn. Có xoài, có lạc, có rau thơm, đấy, các thứ hỗn độn vào với nhau. Bây giờ là em rang lạc lên đi cho anh. Còn mình sẽ làm nước chấm nha các bạn. Đây, rang nước chấm đi. Vậy, thôi cứ rang hết đi em. Ai ôi mày. Không biết. Chấm mình coi còn có nước lọc nè, mắm nè, đường nè, đường cho đơm mặn. Ôi, làm đâu mấy đứa? Đây, chấm anh thấy chấm à? Ok, được đấy. Đây là sao, xoài này, bọn mình mua xoài hơi chín các bạn ạ. Chứ, bọn này lạo xoài được, sao lại lạo được nó thánh vậy rồi. Đẳng cấp gì? Tiếp theo. Cái gì về Thảo? Dạ. Thảo thêm để thái tí cho vào độ nha các bạn. Ơi, hai em không có gì làm đúng không? Tách là hột lạc cho anh nhá. Vâng. Rồi. Tách gì nhá, tách ký vào nhá. Rồi, bên. Thôi lừa một cái ra. Ui, đúng rồi. Đây, bây giờ mình sẽ vớt ra rửa, vớt ra ăn nha các bạn. Bọn mình rửa hết thác nước ạ. Mình rửa bày 49 lần, rửa hết luôn cái tên nước nhà anh Thái này mà vẫn chưa hết mặt các bạn ạ. Còn hơi mặn mặn các bạn ạ. Thôi mà như kệ, tối rồi bọn mình sẽ mang đi ăn nha các bạn. Mặn mặn các bạn cơ.
các bạn ạ. Anh Thái ơi, xong rồi. Xong chưa? Xong rồi. Trời ơi, rửa khá là lâu nha các bạn, rửa bao nhiêu lần nước rồi đấy. Nhưng mà không lúc này ăn thì còn lúc nào nữa. Ê, trời tối mất rồi, cho vào đây. Cho vào. Ôi giời. Có cả đá luôn cơ. Rửa xem nào. Ăn cả đá luôn rồi. Cho này có cả đá luôn hả? Vâng. Tiếp theo cho gì? Cho xoài. Này, một đứa cho xoài cho lạc nha. Ok. Không cần ra. Lạc đâu? Thôi cho một góc đi em. Lạc phải chỗ sau chứ. Hả? Trộn chứ không có trộn lạc mà. Trộn chứ không cho lạc à? Đúng rồi, anh giả vờ thôi. Trộn đi. Tay trộn bao tay mà. Đây bao tay đây mấy đứa, lấy ra trộn nào. Một đứa một cái tay là được rồi. Cái này để chị ăn vậy. Đúng rồi. Chấm à? Một đứa một cái tay. Đó. Trộn với nhau. Tay thì sứa thì ít, tay thì nhiều. Bỏ tay ra như thế này. Rồi, đúng rồi. Thơm ấy. Một hai đứa trộn được rồi các bạn ạ. Mình cho tay vào thì cần trộn tay của nó. Khó trộn cẩn thận nó bay ra ngoài. Thấy em lên, ơi lên. Thôi thì mang cái khay đây cho anh. Đây. Rồi cho một góc hay cho hết đây. Thế đổ cái. Úi giời. Úi giời. Nhiều đấy nhỉ. Rồi cho lạc vào. Rồi giải lạc lên đi em. Trông cũng xanh mướt luôn. Hết luôn, hết lạc luôn. Ôi ăn nhiều lạc này. Ăn nhiều lạc thì thịt lạc mà. Lạc cũng không đem bóc. Yep. Bây giờ là cái mắm này các bạn, thì tí nữa ai thích ăn chấm thì ăn, còn không thì mình không cho vào ngay từ đầu, tại vì cho vào ngay từ đầu thì nó sẽ bị mềm ra các bạn, nó không còn giòn nữa ấy. Bây giờ mình sẽ đổ hết vào nhé các bạn. Đổ hết góc này ăn thử à. Không, được rồi, không đổ đâu mặn. Mặn à? Không mặn đâu. Không cần trộn đâu. Đâu, đưa đũa anh nha nào. Không, đừng ăn tay. Ồ đây, ủ nhìn cũng hấp dẫn thế. Sao? Này nhìn con sứa các bạn ơi, úi trời. Miếng này to để cho Vinh thảo nó ăn. Mình ăn miếng vừa đái tí nước mắm nhớ bạn. Đó, tí lạc coi. Ăn thử à. Ôi ôi, sứa bỏ ngoài. Mặn nữa. Rửa nhiều nước lắm vẫn mặn các bạn. Đấy mấy đứa ăn đi, anh ăn thấy ngon lắm. Mời tất cả các bạn ăn cái gì ạ? Ăn con sứa biển bọn mình nha. Mời các bạn nha. Nè lộm sứa. Mời các bạn uống sứa nha. Ui giòn thế. Ui giòn thế. Làm sao không? Đấy, ui giời. Thương ăn lên như kiểu cho cả nhà vào cái mồm ấy em. Nó lời khó quá. À. Chắc phải lấy đũa rồi mấy đứa ạ. Nhớ đũa ra. Quá đặc cập. Nói chung là vẫn ngon đúng không? Ừ. Nó chỉ nó phải có một tí gia vị, nó phải tí mặn mặn ăn mới ngon nè. Giờ chuyển sang là dùng đũa rồi. Đây, hộp sứa thì có sứa này, xoài, lạc, rồi rau thơm, các kiểu thôi. Đó, tận kết đấy. Nào Vinh, chơi hẳn con sứa nào. Vinh chấm này. Quá giòn đúng không? Ngon. Giòn không mấy đứa? Ngon. Mình tấn công đi ngon. Đây là ăn hẳn con sứa này các bạn. Đây là con sứa này. Mấy đứa này phải ăn sứa này. Hơi mặn. Cay không Thảo? Cay ngoan rồi. Thì con sứa này là người ta đã chế biến qua rồi các bạn ạ. Chứ nếu mà nguyên con mua ở ngoài biển về thì mình sẽ không biết làm đâu. Anh người ta bảo ăn cái chân sữa mới ngon này. Đâu, cái nào ngon? Đây cái chân sữa. Cái này là chân sữa à? Đúng rồi. Chân sứa mày. Ừ, chân sữa. Ừ. Cái này chân á. Ừ. Chân nào? Sao chân nó nhìn nó khác ở cái sao lại phân biệt được? Con sứa này nó có chân đấy các bạn, giờ mình mới biết đấy. Con gì chẳng có chân. Anh tưởng nó chỉ có tua chứ. Chân mà, nè. Ô. Sứa có chân đó các bạn. Đây là chân của con sứa này. Chân này nó bán đắt lắm mẹ. Bao tiền một chân? Triệu. Ủa ôi, ngang với đùi heo của Thái Công à. Có 102 mình phải hút luôn. Ngon đấy. Anh Thái à, em tìm mãi mới có cái chân mà anh ăn mất vơ. Tí là anh thấy chân hả anh gọi nhá. Chân này bình ơi, chân nè. Đâu, đâu? Đây, ăn không? Thôi, bỏ sứa. Chân đấy ai kiểm cả. Chán chưa Thảo? Chưa. Ui, thăm nồi vơ. Thăm nồi hả?
Ôi cái này trông ít ít này thôi nhá bạn mà ăn cũng lo phết đấy. Thiều miếng thật to ăn cho nó giòn nhá, mình nhai cho nó giòn nhá. Ủa thế à, sợ đấy nhỉ? Chấm thêm phát cho đỡ sợ. Cái mồm như kiểu cái bô no lắm rồi á, ăn quả đầy mà ăn tối đi em. Ờ véo mồi bạn ngon lòi em ăn rồi. Ngon rồi. Ô mày, ô, mày này nhỉ? Có coca mà. Ờ nhỉ, có coca mà nhỉ. Ờ nó. Ô tôi không ăn rồi. Mày gọi đây. Mình đi ra đi. Thôi Vinh dạ? Tèo lấy coca đi uống em. Coca ở đâu anh này? Nó ở chỗ đấy đây. Chỗ ấy nè. Đấy mà không biết nữa. Ăn thì phải uống nha các bạn. Đấy, kêu ca đi. Thôi lại no quá. Hả? No quá. Lại no rồi. Ô. Chưa lo này. Đây. Đấy, bọn mình là uống coca và ăn chứa sữa trộn. Ăn mới uống này có bị Tào Tháo đuổi bên khác. Tào Tháo ở bên Tàu Khựa sao đuổi sang bên này. Sang bên này thì mình lại trốn sang Lào đuổi sao kịp bọn mình. Nhảy các bạn nhỉ. Rút tiền lên hả? Đâu? Thang á. Nhà cho Thảo 50 rồi Thảo ơi. Ngu dốt cho mà không biết lấy. Tham làm. Hết rồi các bạn ơi. Mình gọi đội kỹ thuật ra ăn hết chỗ sứa này nha các bạn. Để con quặn vào. Ăn hộ mình thôi. Mình nghĩ là mua 2 cân là ít nhưng mà hóa ra ăn nhiều. Mấy đứa này nó ăn kém lắm, này làm sao tổ chức có khi ăn được. Tao ăn rau rồi, giỏi. Này chắc tổ chức người cuối cùng ngừng ăn rau quá. À đây rồi ra đây ăn em. Cái gì đây? Bọn anh vừa làm được một mâm sứa còn nguyên si chưa ăn một tí nào luôn. Chưa ăn thật hả anh? Chưa ăn tí nào á? Đúng, chưa ăn tí nào luôn đấy, đây còn nguyên đây. Văng vãi hết rồi như kiểu cái này là lúc đấy là ta anh trộn nó bắn lung tung ra thôi, nó bắn vô tình bắn sao bắn hết lên mồm Vinh đấy. Lúc ấy tao trộn quá đà nó bắn vào mồm nó tí mà không phải gì đâu. Ăn thử xem ngon không? Đâu cái này ăn không sao. Cái này há mồm ra này xong rồi gắp một miếng bỏ mồm xong lấy răng miếng nhai cạp cạp cạp. Ăn canh á? Không chấm mắm lấy miếng rời để ăn ngon này. Đây canh đúng không? Có sao nào? Canh ngon đấy bạn đâu? Chấm mắm sao tanh được? Đây. Lấy miếng dày dày ăn mới ngon. Tao ăn thử trước cho mày xem. Được. Em thề. Bây giờ mới ăn anh. Ăn hết ăn no lắm rồi. À bây giờ mới ăn. Nhầm bây giờ mới ăn. Chấm mắm nhá. Ừ. Chấm miếng to rồi. Đúng rồi. Đấy miếng này này. Ăn này. Trời này. Trời này. Trời ơi, cứ phải cãi nhau. Ăn thêm ớt vào nó mới ngon. Ăn thêm ớt ạ. Ngon đúng không? Ngon. Ừ, đây đây. Quá đẳng cấp. Kiểu trâu làm rất ngon. Giòn thế. Mặt mỏi. Thế là do bọn mày ăn nhầm phải cái cục muối ở trong này rồi. Tao có để vài cục muối ở đây để cho nó đỡ bị bay cái ngon bát. Ngon nhỉ? Ngon mà. Ăn cái miếng dày nó mặn lắm. Mặn lắm. Ngon dữ nhỉ? Miếng mỏng thôi. Mặn đâu mặn. Anh Việt nhỉ? Ngon nhỉ anh Hùng nhỉ? Ngon. Nếu mà các bạn mà mua sứa ở siêu thị ấy, nó có sẵn nước và nó làm được nhạt đi các bạn, không cần phải về ngâm gì luôn. Này phải ngâm mấy ngày. Còn cái này mình mua sứa mà người ta ở đây làm ấy. Đây là một nguyên. Nói chừng nào mới chịu. Đây là mình mua nguyên con về mình làm cho nên là nó còn hơi mặn các bạn ạ. Anh tự làm nguyên con á? Ừ. Ui kính kia đấy. Cái phần đầu, cái phần tua rua ấy, phần bẩn bọn anh ăn ấy, cái phần tua rua mới bèo nhèo bọn anh ăn hết rồi. Đây, đây bọn anh ăn hết rồi, còn cái phần này đến lượt bọn em ăn đấy. Ngon không em, Không, chả ngon gì. Ngon không Việt? Chả ra gì. Cái này chính cái bàn tay của tao bóp vào đây mà bọn này bảo không ngon. Bàn tay của bảo không ngon nè. Bẩn đấy. Rồi các bạn ơi, nói chung là cái món sứa này chỉ là ăn chơi nha các bạn. Còn các bạn muốn ăn chính thì vẫn ăn được nha các bạn. Hôm nay cái lúc làm món ăn của mình đến đây kết thúc rồi. Này ăn trải nghiệm thế thôi.
Mình sẽ xem món gì độc lạ mình sẽ làm để ăn, quay lại cho các bạn xem nha. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nha. Bye bye các bạn nha. Bye bye.